Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe qua sử dụng chính hãng của công ty Toyota Hiroshima Tăng Cảng. Hiện tại mình đang có mặt ở showroom của công ty. Đó, rất là rộng luôn nha các bạn. Có xe cũ và xe mới. Thì ngày hôm nay mình sẽ đi cập nhật hai chiếc xe Camry lướt, hai chiếc xe Camry lướt màu đen, giống như xe mới luôn. Đó, rất là đặc biệt luôn nha các bạn. Để cho các bạn nào chúng ta đang tìm một chiếc xe Camry lướt á, thì thông qua clip này chúng ta có được một cái nhìn về hai chiếc xe và chúng ta có thể cân nhắc lựa chọn nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ đi vô trong showroom để mà quay cho các bạn xem chiếc xe Camry thứ nhất là chiếc nào nha. Đây là chiếc Camry thứ nhất mình muốn quay đến cho các bạn nha. Đây là Camry 2.0 2019 nha các bạn. Màu đen, đi được 8.500 km thôi, chiếc Camry lướt 2.0 nè các bạn. Xe này nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn nha các bạn. Rất là đẹp. 2.0 2019. Đây, cho các bạn xem nội thất nè. Đó, mẫu mới nha các bạn. Nhìn không khác gì xe mới nha các bạn. Mọi thứ còn nguyên bản hết. Nước sơn zin từ đầu tới đuôi luôn. Còn bảo hành toàn quốc luôn nha các bạn. Còn luôn cái mùi xe mới luôn nha các bạn. Đấy. Camry 2.0 2.0G số tự động 2019 đi được 8.500 km nha các bạn. Giống hoàn toàn như xe mới, động cơ đây các bạn. Đó. Rất là mới nha các bạn. Chiếc xe lướt. Xe này thì đang được công ty chào bán mức giá 985 triệu nha các bạn. Chỉ 985 triệu thôi. Chiếc Camry 2.0 2019 xe lướt chạy được 8.500 km. 985 triệu nha các bạn. Rồi, để mình đi qua showroom bên kia, một showroom xe mới để mình quay cho các bạn thêm một chiếc nữa. Một chiếc Camry nữa nha các bạn. Thẳng dẹp cho các bạn thấy được cái showroom công ty luôn. Đây. Rất là rộng nha các bạn. Đây là khu vực giao xe, phần giao xe. Đó, thì nếu như các bạn chúng ta mua xe thì xe cũ và xe mới đều giống như nhau. Chúng ta sẽ có một cái lễ bàn giao xe ở hai khoang này nha các bạn. Đây là khu vực sửa chữa nè. Những cái xe này đang đến bảo dưỡng sửa chữa nha các bạn. Đây showroom xe mới, nơi trưng bày xe mới nha các bạn. Có một chiếc xe cũ đang trưng bày trong đây. Đây là showroom xe mới nha các bạn. Đây chiếc Camry thứ hai mình muốn quay cho các bạn thấy đây. Này là chiếc gì đây? Đây là Camry 2.0 2.0 2019 nha các bạn. Đi ít hơn chiếc bên kia nữa, chiếc này đi được 5.000 km thôi. Đó. Hai chiếc mới ngang nhau và chiếc này thì có một điểm khác biệt các bạn, đã được chủ gắn thêm ốp thêm những cái này nè. Đó, bộ body này. Đó. Giống hoàn toàn xe mới. Xe này thì nó không phải màu đen mà cái màu nâu đỏ nha các bạn, không phải màu đen. Chiếc bên kia là màu đen, chiếc này là màu nâu đỏ. Đi chỉ được 5.000 km thôi, đời 2019. Đó, động cơ nè các bạn. Giống hoàn toàn như xe mới luôn. Chiếc xe lướt.
không lỗi lầm gì hết trơn nha các bạn. Nước sơn zin từ đầu tới đuôi. Đây cho các bạn xem nội thất nè. Đó. Như vậy bước chân đã được chủ lắp thêm nè các bạn. Đó. '19 đi chưa được 5.000 km thôi. Vẫn còn bảo hành toàn quốc nha các bạn. Phía sau nè các bạn. Màu nâu đỏ. Và chiếc xe này đang được công ty mình chào bán mức giá là 990 triệu nha các bạn, mắc hơn chiếc bên kia 5 triệu. Đó, đó là hai chiếc Camry lướt mà mình muốn quay đến cho các bạn thấy. Một chiếc là 2019 màu đen chạy được 8.500 km, giá bán là 985 triệu. Còn chiếc này là 2019 màu nâu đỏ chạy được 5.000 km và giá bán là 990 triệu. Đó, thì thông qua clip này các bạn thấy được hai chiếc xe và chúng ta có thể có được một cái nhìn tham khảo thêm để mà ví dụ như các bạn chúng ta yêu thích thì hãy gọi cho mình. Đó, để mình sẽ tư vấn các bạn cụ thể hơn về cái chi phí lăn bánh cũng như những cái thủ tục mua bán để cho các bạn chúng ta nắm nha. Và sau đó các bạn hãy lên đây coi xe. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã xem clip cập nhật hai chiếc xe Camry lướt của mình ngày hôm nay. Và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau nha. Xin chào quý vị và các bạn, vui lòng bấm đăng ký kênh và bấm vào cái chuông để nhận thông tin xe cũ về nhanh nhất. Và đặc biệt sẽ nhận được một phần quà trị giá 500.000 đồng khi liên hệ Văn Thắng để mua bán xe. Xin chân thành cảm ơn.